Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu bé cù xinh xắn như thế này ha Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của cù nè Đối với mẫu này các bạn có thể giảm size để mình làm size móc khóa Hoặc là tăng size để làm thú ôm cũng được ha Mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích tùy thuộc vào không gian các bạn trang trí Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên tạo một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào cái vòng tròn đầu tiên rồi, ta nắm sợi len ngắn rút lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại ha ta sẽ hoàn tất được vòng tròn đầu tiên vòng đầu tiên của mình nó sẽ tạo ra được 6 mũi móc đơn có 6 chân móc cho vòng thứ hai vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng thứ nhất ha móc vào hai mũi móc đơn nè sau đó sẽ làm tương tự cho mình cho năm chân còn lại. Cứ mỗi chân mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn. Chân móc thứ tư tương tự, móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục chân móc thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc như vậy là ta hoàn tất được vòng móc thứ hai để kết thúc vòng móc thứ hai đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời lưu ý ha các bạn sẽ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại sau đó lên một mũi móc xích hoàn tất được vòng thứ hai thì mình sẽ tạo ra tổng cộng là 12 mũi móc đơn ta có được 12 chân móc cho vòng móc thứ ba vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì như vậy là ở vòng móc thứ ba này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn vào chân kế bên, sau đó hai mũi móc đơn vào chân kế tiếp. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm cuối cùng nó sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Khi kết thúc được vòng móc thứ ba mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này. Ta tăng được 6 mũi cho vòng móc thứ ba tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ ha quốc lại thật mạnh cho cái mũi dời của mình nhỏ lại nè sau đó móc lên một mũi móc xích ta tiếp tục móc vào móc thứ tư nè các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc ở bên trên vòng móc bên trên của mình có một mũi móc đơn lẻ mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc thì vòng kế tiếp tăng tịnh tiến cái số mũi lẻ này lên ở đây mình có một mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì ta sẽ có được cụm móc như thế này. Vòng móc này thì số mũi móc đơn lẻ đang là số chẵn, tức là hai mũi là số chẵn ha. Thì các bạn có thể đảo công thức cho mình. Mình sẽ móc cái chân thứ hai là hai mũi móc đơn cùng chân móc, sau đó chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Như vậy là hàng này mình sẽ có cụm móc như thế này ha. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân và một móc đơn. Cộng lại mình cũng có được hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì khi mà mình đã công thức như vậy á, cái vòng tròn của mình á, khi mà mình tăng size nhiều hơn nó sẽ không có bị cái điểm gốc ha mình có được cụm thứ hai nè móc đến cuối vòng thì cụm thứ sáu cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng ha đây mình cũng tăng được 6 mũi móc cho cái vòng móc thứ tư này tiếp tục kết thúc vòng nè móc lên một mũi móc xích vòng kế tiếp thì tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ vòng phía dưới của mình đang là hai mũi móc đơn lẻ mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân và mình đảo công thức nè thì vòng kế tiếp tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi nữa ở đây mình có hai mũi thì vòng này mình sẽ có ba mũi mỗi chân ha mũi thứ nhất nè mũi thứ hai và mũi thứ ba khi hoàn tất được ba mũi mỗi chân chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc như thế này ha các bạn móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mình sẽ có là ba mũi móc đơn mỗi chân nè mũi thứ hai và mũi thứ ba sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc mình có được cụm thứ hai cho vòng móc này ha sau đó móc tương tự cho đến cuối vòng hoàn tất được vòng móc này thì móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa mỗi vòng móc cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi hàng nào có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ thì móc bình thường còn là số chẵn thì mình sẽ đảo công thức cho vòng tròn của mình nó tròn đều hơn ha Công thức móc thì mình có để trên màn hình Đối với những bạn nào mà muốn tăng size cho nó to hơn á Thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới để mình hướng dẫn thêm ha Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 6 vòng móc tăng mũi Hàng cuối cùng của mình là hàng thứ 6 nè Mình sẽ có là 4 mũi móc đơn mỗi chân và 2 mũi móc đơn cùng chân Và lúc này mình có đảo công thức cho nên công thức của mình sẽ là 2 móc đơn mỗi chân, 2 móc đơn cùng chân và 2 móc đơn mỗi chân ta cũng có tổng cộng là 4 mũi mỗi chân, xen hai mũi cùng chân ha. Lúc này nó đã có được cái vòng tròn như thế này rồi thì sai này mình sẽ không tăng mũi nữa. Các vòng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn và mỗi chân móc. Không cần tăng mũi tức là sẽ không có cái chân móc có hai mũi cùng chân ha. Mình cứ móc đều tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Đây là điểm cần tăng sai thứ hai nè, các bạn sẽ đếm cho mình tổng số cái hàng móc mà mình tăng mũi ở phía trên là bao nhiêu hàng. Những bạn nào mà tăng giảm sai thì sẽ đếm cho mình theo công thức như thế này ha. 3 4 5 và 6, mình có 6 cái hàng móc tăng mũi nè. Thì đến các cái hàng móc không tăng mũi, mình sẽ móc thêm một nửa của cái phần này. Tức là mình có 6 cái hàng móc tăng mũi, các bạn sẽ móc cho mình 6 hàng, sau đó thêm một nửa của cái tổng này nữa. Tức là mình sẽ có thêm 3 hàng móc nữa ha. Mình sẽ có tổng cộng là 9 hàng móc đều và không tăng mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho nhiều vòng móc như vậy nữa, mình sẽ gặp nhau ở vòng móc thứ 16 ha. Sau khi hoàn tất được hàng thứ 15 ta có tổng cộng là 9 hàng móc đều không tăng mũi nè. Nó đã có được một cái độ dài như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ bo nhỏ lại cho cái phần phía sau ha. Bo lại ở đây thì để giảm mũi cho cái phần phía sau này các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở bên trên ở đây mình có đảo công thức cho nên hàng tăng mũi của mình là hai móc đơn mỗi chân hai móc đơn cùng chân và hai móc đơn mỗi chân ha những bạn nào tăng giảm sai thì cứ dựa vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở bên trên khi có công thức được cái hàng tăng mũi cuối cùng rồi các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống phía dưới tức ở đây mình có bốn mũi mỗi chân thì các bạn sẽ bê xuống đây mình cũng có là bốn mũi mỗi chân móc nhưng mà mình đã công thức nên mình chỉ móc hai mũi trước ha thay vì cái hàng tăng mũi bên trên chân kế tiếp mình móc hai mũi cùng chân móc thì hàng phía dưới mình sẽ chậm hai chân liên tiếp lại thành một mũi cách chậm sẽ như sau nè mình sẽ đâm kim vào đường móc bên ngoài của cái chân kế bên đây đâm kim từ ngoài vào trong đường móc bên ngoài nha sau đó luồn kim ra phía ngoài đâm từ ngoài vào trong chân móc phía ngoài của chân kế tiếp kéo qua hai cái chân đó sau đó kéo len qua hết các chân trên kim và tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân một mũi móc đơn như vậy là mình sẽ có được công thức này hai mũi mỗi chân hai chân chậm mũi và hai mũi mỗi chân mình cũng có được bốn mũi mỗi chân xen hai chân chậm mũi tức là đã giảm đi được một mũi rồi nè móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng mình sẽ có là hai mũi mỗi chân sau đó là hai chân chậm mũi cũng lần lượt đâm kim từ ngoài vào trong hai đường móc bên ngoài của hai chân đó ha sau đó kéo len qua hết các cái đường mà mình vừa đâm kim và kéo qua hai đường còn lại và tiếp tục hai mũi móc đơn vào hai chân ta sẽ có được cụm móc thứ hai móc tương tự cho đến cuối móc đến cuối vòng thì ta cũng có được tổng cộng là 6 cái hàng móc giảm mũi như thế này tức là vòng móc này mình cũng giảm đi được 6 mũi móc nó có cái độ bo lại như thế này rồi nè thì hàng kế tiếp thay vì ở bên trên tăng mũi mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi thì lúc này các bạn sẽ giảm đi cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân ha. Hàng bên trên của mình là 4 mũi mỗi chân thì bây giờ các bạn giảm đi một mũi, mình còn 3 mũi móc đơn mỗi chân. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Khác với hàng tăng mũi bên trên, chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân thì lúc này mình sẽ chụm lại hai chân thành một mũi. Cũng đâm kim vào hai đường móc bên ngoài ha. Ta sẽ có được cụm móc như thế này, giảm đi được một mũi rồi nè, tiếp tục móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa các hàng móc kế tiếp thì cứ giảm cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi cho từng vòng móc ha và xen kẽ sẽ là hai chân chụm mũi mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 20 ha sau khi giảm cho mình thêm nhiều vòng móc thì lúc này cái phần thân của cừu mình nó đã có cái độ bo nhỏ lại nè ở hàng này nó đã có được một cái độ rộng vừa phải các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong cho cái phần thân của cừu nó có độ cứng kép hơn ha và tiếp tục cái hàng thứ 20 mình sẽ tiếp tục giảm mũi. Thì hàng mà mình vừa móc ở đây nó sẽ có được 12 chân móc. 12 chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 6 cái mũi chậm liên tiếp ha. Mũi chậm đầu tiên nè. Và các mũi chậm của mình cũng đâm kim vào đường móc bên ngoài nha. Tiếp tục mũi chậm thứ hai. Mũi chụp thứ sáu sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Sau khi đã hoàn tất được 6 mũi chậm liên tiếp rồi thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên, móc một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và mình sẽ cắt len á, cắt một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Vòng mình vừa hoàn tất có 6 mũi chậm liên tiếp tạo ra 6 chân, thì sáu chân này các bạn lần lượt đâm kim vào đường móc bên ngoài của sáu chân đó ha đây các cái đường móc bên ngoài nè tiếp tục chân thứ hai đâm từ ngoài vào trong chân thứ ba nè chân thứ tư chân thứ năm và chân thứ sáu sau đó mình sẽ gút thật mạnh lại cho cái vòng tròn này nhỏ lại như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần thân cừu ha đâm kim giấu cái sợi len vào bên trong thân của cừu nè các bạn có thể giấu cho mình nhiều đường để cho cái sợi len của mình nó không có bị tuột ha. Ta sẽ hoàn tất được phần thân của cừu. Các bạn có thể tăng giảm size tùy thích ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần đầu. Ở đây mình đã móc một nửa đầu rồi nè. Các bạn sẽ so sánh cho mình với cái phần thân. Ở cái phần thân cái hàng móc tăng mũi của mình nè. Đây là hàng móc tăng mũi mình sẽ có 6 hàng ha. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 hàng móc tăng mũi cho cái phần thân thì phần đầu số cái hàng móc tăng mũi nó sẽ ít hơn so với phần thân khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc ha ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 5 hàng móc ít hơn một hàng so với cái phần thân tiếp tục sẽ là hàng móc móc đều không tăng mũi nè phần đầu thì mình sẽ móc một nửa hoặc là hơn một nửa một xíu so với cái phần tăng mũi của đầu ha khác với cái phần thân mình tăng một phần rưỡi còn đối với cái phần đầu các bạn chỉ tăng một nửa hoặc là hơn một nửa một xíu thôi, cho cái phần đầu của mình nó có cái độ sâu ha. Ở đây mình có 5 hàng tăng mũi thì mình sẽ móc 3 hàng đều không tăng mũi. Các bạn có thể móc 2 hoặc là 3 hàng ha. Ta sẽ có được một cái độ sâu như thế này rồi. Phần sau thì mình sẽ móc giảm mũi để cái phần đầu nó có cái độ bo nhỏ lại. Để giảm mũi cho phần đầu thì cũng tương tự giống như cái phần thân, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng của phần đầu. Ở đây của mình là 3 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân. Các bạn tiếp tục bê cho mình 3 mũi móc đơn mỗi chân đó xuống phía dưới. Những bạn nào mà tăng sai cũng vậy ha. Cứ bê cái số mũi móc đơn lẻ của hàng tăng mũi cuối cùng xuống phía dưới. Thì ở đây mình có 3 mũi móc đơn mỗi chân nè. Lúc này cái hàng giả mũi các bạn sẽ móc cho mình vào đường móc nằm bên dưới ha. Cho tất cả các cái hàng móc mình đều móc vào cái đường nằm bên dưới như thế này. Thì mình sẽ có 3 mũi móc đơn mỗi chân nè chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa kết thúc cái vòng phía dưới đâm kim vào đường bên dưới ha tiếp tục chân thứ hai nè và móc đơn thứ ba vào chân thứ ba được ba mũi móc đơn mỗi chân rồi hai chân kế tiếp sẽ tiến hành chụm lại thành một mũi thay vì tăng mũi như bên này thì mình sẽ giảm mũi ha và cách giảm mũi để cho nó dễ dàng hơn so với cái phần thân á các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên dưới của chân móc kế bên sau đó mình sẽ kéo cái sợi len qua chân móc tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp sau đó kéo lên qua chân móc trên kim được 3 đường thì kéo lên qua hết 3 đường trên kim ta cũng được một mũi đơn chậm ha nó sẽ khác mũi chậm so với cái phần thân nó dễ móc hơn nè có được cụm này rồi thì móc tương tự cho đến cuối mình sẽ có được một cụm 3 mũi móc đơn mỗi chân và hai chân chụp mũi ha mũi thứ nhất nè mũi thứ hai và mũi thứ ba sau đó sẽ là hai chân chậm mũi ha và mũi chậm nè đâm kim vào đường móc nằm bên dưới của chân kế bên kéo lên và tiếp tục chân kế tiếp kéo lên sau đó kéo qua hết ba đường trên kim móc tương tự cho đến hết sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng có tổng cộng là 6 cái cụm giảm mũi như thế này giảm được 6 mũi ha kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích Ta được một hàng giảm mũi giúp cho cái phần đầu nó bo nhỏ lại rồi nè. Khác với cái phần thân mình sẽ móc giảm mũi liên tiếp các hàng móc. Còn đối với cái phần đầu các bạn sẽ xen kẽ cho mình vào đó một hàng không giảm mũi ha. Hàng không giảm mũi tức là mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn cũng móc vào cái đường nằm bên dưới của mỗi chân móc nha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Móc đến cuối vòng thì tiếp tục kết thúc vòng móc, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên. Móc một mũi dời và lên một mũi móc xích. Ta được một hàng móc đều ha. Tiếp tục xen kẽ hàng móc đều sẽ là hàng móc giảm mũi. Thì giảm mũi tương tự giống như cái phần thân, giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống còn một mũi. Ở đây mình có 3 mũi mỗi chân nè, xen hai chân chụm mũi. Thì bây giờ mình móc hai mũi mỗi chân, xen hai chân chụm mũi ha. Cũng móc vào cái đường nằm bên dưới nha có hai mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp chụm lại nè như vậy là vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha móc tương tự cho đến cuối vòng mình cũng có tổng cộng là 6 cụm sau đó tiếp tục móc xen kẽ thêm một hàng đều không giảm mũi và tiếp tục là hàng giảm mũi ha các hàng móc giảm mũi thì cứ giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi sau đó cứ xen kẽ ra một hàng đều không giảm mũi Sau khi móc cho mình thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái hàng cuối cùng của mình sẽ còn lại tổng cộng là 12 chân móc. Bằng với số chân móc của cái hàng bên trên ha. Thì các bạn sẽ tiến hành nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho cái phần đầu của mình nó có cái độ cứng cáp. Hoàn tất được cái phần gòn rồi thì bây giờ cái hàng móc này mình sẽ móc tổng cộng là 6 cái mũi chụm liên tiếp ha. Các cái mũi chụm của mình mình cũng đều đâm kim vào đường móc nằm bên dưới nè. Chân đầu tiên ha. Kéo lên sau đó tiếp tục chân thứ hai, đâm kim vào đường bên dưới, kéo len sau đó kéo qua hết ba đường trên kim, ta được mũi chậm đầu tiên. tiếp tục mũi chậm thứ hai, mũi chậm thứ ba, mũi chậm thứ tư, mũi chậm thứ năm. và mũi chậm thứ sáu ở hai chân cuối cùng ha hoàn tất được 6 mũi chậm liên tiếp rồi mình sẽ đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên móc một mũi dời lúc này mình cũng kéo dài sợi len và cắt một đoạn len vừa đủ dài sử dụng cho mình kim khâu hoa sỏ cho mình sợi len này vào trong kim khâu khác với cái phần thân mình đâm kim lần lượt vào sáu chân sáu đường bên ngoài của sáu chân còn đối với cái phần đầu các bạn sẽ đâm vào cái đường nằm bên trong nhé. 6 chân nè thì mình sẽ có 6 lần liên tiếp ha. Đâm từ ngoài vào trong cái đường móc nằm bên trong của mũi chân. Mũi thứ nhất nè. Tiếp tục mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. về mũi thứ sáu sau đó mình sẽ quốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn này nó nhỏ lại thì lúc này cái hàng móc này của mình cũng tạo ra một đường móc nhỏ với sáu cái chân móc nè dấu sợi len thừa vào bên trong ha canh chỉnh cho cái phần đầu của mình nó đều lại nè mình sẽ hoàn tất được cái phần đầu bây giờ mình sẽ móc cái phần lông ở bên trên ha Về phần lông của cù mình có thể móc ở cái vòng móc trong cùng trước, sau đó vòng ra bên ngoài ha. Để cho dễ thấy mũi móc hơn thì mình sẽ vòng ngược lại từ cái hàng móc phía ngoài trước sau đó mới vòng vào trong. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ của cái hàng móc phía ngoài nè. Có thể đâm kim vào chân của mũi dời cũng được ha. Sau đó mình sẽ đưa cái sợi len ra phía sau, kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Đâm kim vào chân mình vừa móc đó, móc một mũi dời. Sau đó đâm kim vào chân móc kế tiếp, móc một mũi dời. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích và chân đó móc tiếp một mũi dời. Tức là mỗi lông cừu sẽ tạo ra ở một chân móc và một chân móc mình sẽ gồm có là một mũi dời nè. 4 mũi móc xích và một mũi dời vào cùng một chân móc ha, ta sẽ tạo ra được phần lông của cừu nè, các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng, sau đó móc thêm nhiều vòng móc ở phía sau ha và cũng đâm kim vào các đường móc mà mình có, cứ mỗi chân thì sẽ móc một mũi dời, bốn mũi móc xích và tiếp tục một mũi dời cũng vào chân móc đó sau đó di chuyển kim đến chân kế bên và làm tương tự cho mình cho đến hết ha một mũi dời lên bốn mũi xích và tiếp tục một mũi dời vào cùng chân móc tương tự cho đến hết sau khi hoàn tất được phần lông của cù ở trên đầu rồi nè thì đến cái vòng cuối cùng mình cũng có sáu cái lông cừu ha lúc này các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn đen vừa đủ dài sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu Hàng móc kết thúc của mình, các bạn sẽ đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc mà mình chụm á. Sau đó mình đâm kim ra phía trước. Chọn cho mình ở cái phần mà mình kết thúc mỗi vòng móc. Đâm kim ra cái hàng mà mình tạo cái phần lông đầu tiên ha. Mình sẽ khâu cái phần đầu vào trong cái phần thân ở cái hàng móc này. Hàng móc mà mình bắt đầu tạo cái phần lông nè. Đối với cái phần thân các bạn sẽ chọn cho mình một mặt mặt này hoặc là mặt bên kia để làm mặt trước ha thì mình sẽ chọn cái mặt đầu tiên nè là mặt trước sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái phần đầu vào đây là cái hàng móc kết thúc của cái phần thân nè mình sẽ để nó ở bên dưới ha quay lại các bạn sẽ đếm cho mình từ vòng bên trong vòng thứ nhất nè vòng thứ hai vòng thứ ba thứ tư thứ năm và thứ sáu mình sẽ khâu ở cái đường móc giữa thứ sáu và thứ bảy ha ở phần thân thì các bạn sẽ đâm kim cho mình ở hai cái chân móc ngang như thế này. Sau đó tiếp tục đường khâu kế tiếp sẽ nằm ở chân này và khâu kế tiếp sẽ nằm ở chân này. Cứ lần lượt tương tự cho mình ở cái phần thân. Ha, cứ đâm kim vào hai cái chân móc như thế này. Đâm qua nè, sau đó khâu lại. Khi mình đâm kim vào chân móc ở phần thân rồi thì đối với phần đầu cũng tương tự. Hàng móc mà mình bắt đầu móc cái phần lông thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc này, đâm ngang qua. Sau đó tiếp tục sẽ là cái chân móc mà mình vừa đâm kim lên, đâm xuống và đâm kim vào chân kế tiếp ha. Cứ lần lượt đâm kim như thế này. Thì mình đã khâu được phần thân rồi nè, tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp của phần đầu. Đâm qua chân nằm ngang bên này ha. Kéo lên nè. À. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại. Cứ đâm kim vào phần thân. Sau đó tiếp tục đâm kim vào phần đầu và hai chân móc nằm ngang ha. Khâu cho mình thêm nhiều đường khâu nữa thì đối với cái phần đầu nè, ta sẽ có được một đoạn như thế này. Khâu khoảng tầm 1 phần tư so với cái số đo vòng đầu. Thì nó giúp cho cái phần đầu của mình nó đứng cứng cáp hơn trên thân ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần chân nè. Thì chân ở đây mình đã móc sẵn ba chân rồi, có chưa một đoạn len dài. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần chân này ha mình sẽ tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 10 mũi móc đơn hả móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám Móc đơn thứ 9 Móc đơn thứ 10 Được 10 mũi móc đơn nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời Thì như vậy là phần chân của mình nó sẽ có độ rộng tầm khoảng 10 mũi móc ha Quốc lại nè Ta hoàn tất được vòng đầu tiên có 10 mũi móc đơn Tạo ra 10 chân cho vòng thứ hai. Những bạn nào muốn tăng size thì có thể móc nhiều hơn 10 mũi này ha Vòng thứ hai mình sẽ đâm kim vào đường móc nằm bên dưới của mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Mình sẽ có 10 mũi móc đơn vào 10 chân hả? Mũi thứ hai nè, mũi thứ ba, móc đơn thứ tư, móc tương tự cho đến hết vòng. Móc đến cuối vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được vòng thứ hai ha tiếp tục từ vòng móc thứ ba trở đi thì mình sẽ móc cho cái phần chân nó có cái độ cao lên lúc này mình sẽ đâm kim vào luôn chân móc chứ không đâm kim vào đường nằm bên dưới nữa mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mình sẽ có 10 mũi móc đơn vào 10 chân mũi đầu tiên nè mũi thứ hai mũi thứ ba các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau đó thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi phần chân của mình nó có được một cái độ cao ha ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là bốn hàng móc cho cái phần chân tính thêm cái hàng móc vòng đầu tiên là mình sẽ có 5 hàng nó sẽ có một cái độ cao như thế này thì các bạn nhồi cho mình phần gòn vào bên trong của chân cho cái phần chân cứng cáp sau đó từ cái phần thân mình sẽ đếm ra bốn hàng móc mình sẽ đâm kim khâu từ cái hàng móc à, thứ năm ha chính giữa của hàng móc thứ tư và thứ năm mình sẽ khâu ba hàng móc cho phần chân đặt cho mình cái phần chân nè từ tâm điểm của phần thân giống xuống dưới thì nó có thể chưa khoảng tầm à, nửa cm ha đâm kim vào chân móc giữa của hàng thứ tư và thứ năm nè ở phần thân sau đó đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp của phần chân đối với phần thân thì mình sẽ đâm kim vào hai cái đường móc tương ứng còn phần chân thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong chân kế tiếp ha. Phần chân thì mình sẽ khâu cho nó nằm ở kích thước 3 hàng móc của phần thân nha. Đâm kim vào những cái chân móc tương ứng nè. Nằm trong khoảng 3 hàng móc của phần thân. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng của phần chân ha. Sau đó mình sẽ khâu tương tự cho các cái chân còn lại. Chân còn lại thì cũng tương tự. Đây, chân còn lại thì sẽ đối xứng với cái chân mà mình vừa tạo nè. Từ tâm điểm ra khoảng tầm nửa cho đến 1cm. Kích thước này sẽ tầm khoảng 1,5cm ha. Và phía sau cũng vậy. Từ cái vòng đầu tiên này, đếm ra 4 vòng móc. Mình sẽ khâu ở giữa vòng móc thứ tư và vòng móc thứ năm Khâu khoảng tầm 3 hàng móc cho cái độ rộng của phần chân nè. Và kích thước này khoảng tầm 1,5cm ha. Bây giờ mình sẽ móc phần tay. Khác với cái phần chân thì phần tay mình sẽ có 9 mũi móc. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu nắm sợi len ngắn cuốt lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời ta hoàn tất được vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai ha vòng thứ hai thì mình sẽ móc theo công thức một móc đơn mỗi chân xen hai móc đơn cùng chân móc thì chân đầu tiên một mũi móc đơn nè chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 3 cái cụm móc như thế này ha. Tăng được 3 mũi. Cụm thứ hai nè. Một móc đơn. Hai móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục cụm móc thứ ba nằm ở hai chân móc cuối cùng. Một móc đơn. Hai móc đơn cùng chân móc. Hoàn tất được vòng móc thứ hai, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. móc lên một mũi móc xích hàng thứ hai hoàn tất tạo ra được chín mũi móc đơn có chín chân móc cho vòng thứ ba thì nó đã có cái độ rộng này rồi các bạn sẽ không tăng mũi nữa mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn ha móc đều tức là không có chân móc có hai mũi cùng chân nữa móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều vòng móc đều cho cái phần tay của mình nó có được một cái độ sâu thì đối với cái phần tay của mình mình sẽ móc lên tổng cộng là đây năm hàng móc ha nó đã có được một cái độ sâu như thế này rồi thì đối với phần tay nè xỏ sợi len vào trong kim khâu cách khâu phần tay nó sẽ khác so với cái phần chân các bạn sẽ gặp cho mình cái phần tay lại ở cái điểm mà mình kết thúc vòng nè mình sẽ chập đôi lại sau đó khâu với cái điểm đối xứng bên này để cái phần tay của mình nó có một cái độ hõm bên trong sau đó mình sẽ khâu cái phần tay này vào trong thân đây các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái phần tai này nó nằm lệch và nằm à, hướng xuống dưới ha mình sẽ khâu cái phần tai này ở cái hàng móc cuối cùng của cái phần đầu nè sát với lại à, cái phần lông á và cũng khâu vào những cái đường móc tương ứng ha khi đã khâu được cái phần tay rồi để giúp cho cái phần tay của mình nó sụp hướng xuống phía dưới nè chứ nó không có dĩnh lên á các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào bên trong của phần tay sau đó mình sẽ tiếp tục cố định cái phần tay ở một cái hàng móc trên tay đâm xuống cái phần đầu sau đó mình khóa mũi ha và giấu sợi len thừa thì cái phần tay nó sẽ có cái độ sụp xuống nè các bạn sẽ tiếp tục khâu tương tự cho mình phần tay còn lại Hoàn tất được phần tai rồi chọn cho mình một màu len để mình tạo mắt và mũi. Sau đó mình sẽ cố định một đầu lại. Ta đâm kim vào chính giữa của hàng móc thứ nhất và hàng thứ hai vào chính giữa của phần đầu nè. Sau đó từ đây lệch qua hai hàng móc. Đâm xéo một hướng khoảng tầm 30 độ ha. Và mình sẽ đâm kim ngang qua cái chân móc tương đương. Được một đường rồi nè, đâm kim lại vào cái chân móc bắt đầu đâm. Từ đây đâm kim lên khoảng tầm 2 cho đến 3 hàng móc Sau đó tiếp tục đâm ngược lại xuống phía dưới để tạo cái phần mũi và miệng Đâm lên trên lại nè Có được cái phần miệng phía dưới rồi thì ở đây mình sẽ chọn Một cái chân móc ở phía trên Tương đương thẳng hàng với cái chân móc mình vừa đâm kim Sau đó mình sẽ quấn nhiều vòng ở cái chân móc này Để mình tạo cái độ dày cho phần mũi ha hoàn tất được độ dày cho phần mũi rồi nè thì từ đây mình tiếp tục đâm kim lên phía trên của cái chân móc tạo phần mũi sau đó đâm ngang qua hai chân móc để mình tạo cái phần mắt ha phần mắt thì chỉ cần đâm kim một lần thôi sau đó đâm qua cái chân móc tương ứng và tiếp tục đâm xuống phía dưới tạo mắt thứ hai ha và giấu lên thừa như vậy là mình đã hoàn tất được cái phần mặt của cừu rồi nè các bạn cũng có thể tạo cho mình thêm một cái phần đuôi ở phía sau với công thức giống như là cái phần tai ha. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một bé cừu xinh xắn như thế này. Mẫu cừu này các bạn có thể thay đổi màu tùy thích tùy thuộc vào không gian mình trang trí hoặc mình cũng có thể tăng giảm size. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công.